Trong khi chính quyền địa phương vận động hỗ trợ người dân phòng chống dịch COVID-19, thì tại các huyện miền núi Quảng Ngãi vẫn còn tình trạng bà con nghe lời đồn, tổ chức cúng bái, làm hình nộm để xua đuổi dịch COVID-19. Chính sự hiểu nhầm của người dân dễ tạo cho các đối tượng xấu lợi dụng, gây mất an ninh ở địa phương. Để kịp thời ổn định tình hình, các già làng, thôn bản uy tín, bám sát địa bàn, vận động người dân phòng chống dịch khoa học, an toàn, ghi nhận tại xã miền núi Ba Dinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Những ngày qua, gia làng Phạm Văn Mân đến từng nhà, từng ngõ trong thôn bản để hướng dẫn nhắc nhở bà con phòng dịch bệnh. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của già làng Phạm Văn Mân cùng địa phương nên tình trạng cúng bái, trưng bày hình nộm mê tín giảm dần. Ngay từ khi dịch Covid-19 tái phát, tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các huyện miền núi tăng cường hỗ trợ, giám sát làng bản vùng sâu, ngăn ngừa dịch bệnh. Tại xã Ba Dinh, năm tổ giám sát thôn xã được kích hoạt công an xã cán bộ y tế về các thôn bản hướng dẫn bà con cách phòng dịch bệnh vận động người dân không cúng lễ tập trung đông người ở các khu dân cư để ngừa dịch lây lan cộng đồng đối với các xã miền núi vùng sâu vùng xa điều kiện y tế còn nhiều khó khăn thì biện pháp phòng ngừa luôn đặt lên hàng đầu tại quảng ngãi bám sát địa bàn xa xôi hiểm trở các vùng miền núi cao quảng ngãi cũng đang đồng hành với các ngành chức năng phòng tránh dịch bệnh lây lan ra cộng đồng